Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì thời gian qua rất là lâu rồi thì Quân vẫn chưa giới thiệu lại những cái sản phẩm mà bên Quân vẫn đang bán nhé. Thì hiện nay sản phẩm bên Quân nó rất là nhiều. Thì hôm nay Quân sẽ chia sẻ một tí về cái sản phẩm bẫy răng cưa hiện nay Quân đang bán nhé. Thì chắc hẳn rất là nhiều anh em thợ hiện nay đang sử dụng cái bẫy răng cưa này, có nghĩa là bẫy răng cưa để ốp lát gạch. Thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều cái dòng bẫy răng cưa và nó bán ở hiện nay bán ở khắp nơi nhá, nói chung là đủ tất cả các mẫu mã cũng như là nhiều kích thước của bẫy răng cưa. Thì trên tay của Quân đang cầm này á là cái bẫy răng cưa thép trắng bằng nhỏ, hàng chuẩn nhất thị trường nhá, có nghĩa là thép trắng bằng nhỏ hàng chuẩn. Thì nhiều anh em thợ sử dụng bẫy răng cưa vẫn chưa biết được một điều, đó là cái bẫy răng cưa cái bảng nó càng nhỏ, bảng càng nhỏ này răng thưa và càng sâu thì anh em càng dễ thao tác hồ nhá, có nghĩa bảng nhỏ thì anh em dễ dàng để thao tác cái bẫy răng cưa khi mà anh em vuốt keo hoặc khôi dâu thì nó sẽ dễ và rất là mượt nhá, mượt hơn nhá. Bẫy răng cưa thép trắng bảng nhỏ này á thì hiện nay cũng có tay phải và tay trái. Ở đây là cái bay tay trái này, bên này là cái bay tay phải nhé. Bay tay phải thì răng cưa nó sẽ cắt về phía bên phải và bay tay trái thì răng cưa nó sẽ cắt về phía bên trái nhé. Và bay này có kích thước răng cưa nó sẽ là sâu 2 phân. Còn ngoài bay sâu 2 phân thì cũng còn có bay sâu 1/2 nhé. Đây. Bay tay phải và bay tay trái răng cưa sâu 1/1/2 nhé. Đó. Anh em nào cần răng sâu 1/1/2 bên cũng vẫn có, và răng sâu 2 phân, đằng sau 2 phân như thế này bên Quân vẫn có luôn nha. Thì bẫy răng cưa thì chắc hẳn anh em gặp nhiều nhất đó là cái dòng bẫy răng cưa như thế này, thép đen hoặc thép trắng, nhưng mà cái bảng nó là bảng lớn như thế này anh em mua về anh em vẫn sử dụng được bình thường nha. Nhưng mà có cái khi mà anh em thao tác để vuốt hô thì nó sẽ không được mượt bằng cái bẫy răng cưa bằng nhỏ, cũng như cái răng cưa này nó dày hơn thì anh em kéo hô thì nó sẽ bị ngường nhá, nó ra hô nó rất là nặng. Đó. Như cái bẫy răng cưa mà cái răng mà thưa và nó sâu thế này thì anh em ra kéo hô nó ra rất là nhẹ nhá, anh em thao tác cả ngày nó vẫn không bị mỏi tay. Còn như cái bẫy này thì bên Quân vẫn đang bán, và nếu anh em nào thích cái răng nó càng và dày hơn, bảng nó to thì cũng vẫn có nhé. Đó là Quân chia sẻ để anh em biết, để mà tham khảo, để mà chọn cái bẫy phù hợp. Thì hiện nay cái bẫy răng cưa thép bảng lớn như thế này thì Quân đang bán với giá 65.000 một chiếc. Bẫy răng cưa như thế này nhé, tay phải và tay trái đều có. Đây, khâu thì khâu đồng nhá, có sau có bọc cao su luôn và được có một cái chốt chống xoáy ở đây. Bài này thì 65.000 thôi. Còn về cái bẫy mà bạn nhỏ thế này á thì Quân đang bán với giá 80.000. Thì bài này thì có kích thước để Quân đo cho anh em xem này. Bẫy này thì có kích thước là nó sẽ là rộng 7/5 nhá, 7/5. Và nó sẽ dài là 10 17 phân nhá. Nó sẽ dài là 17 phân. Rộng 7/5 và dài 17 phân. Bẫy này thì được là tảng 4 chốt. Khâu thì là khâu inox và cán thì cán gỗ. Nói chung thì nó tựa tựa như nhau thôi. Ngoài những cái bẫy răng cưa này thì nói chung là Quân ít giới thiệu, nhưng mà mình cũng có đầy đủ tất cả các dụng cụ chuyên dùng ốp lát gạch, như là bẫy răng cưa, bàn gạt răng cưa, máng kéo răng cưa, kè cân bằng, máy laser, con đổi gạch, nói chung là bàn đẩy gạch, nói chung là đầy đủ hết nhanh nhé. Ở đây thì Quân vẫn đang bán cái dòng bàn gạt răng cưa này, đó, bên Quân tự sản xuất nhá. Bàn gạt răng cưa này thì ở trên thị trường á, ở đây thì để lâu nó bám bụi. Ở trên thị trường là cái bàn gạt răng cưa thường ở mặt sau này nó lõm
Thì anh em gạt kéo hoặc khôi dầu anh em rất là khó vệ sinh ở sau này. Và khi mặt sau nó lõm á, anh em gắn cái cáng này vào á, bắt bằng ốc á, nó bị lung lay không chắc chắn nhé. Và điều đặc biệt á, cái biển quân nó làm rất là đẹp nhé, rất là đẹp, kể cả gia công này kia, mỗi hàng rất là đẹp. Và không phải hàng ở ngoài mà người ta sẽ khoan lỗ và hàng trực tiếp vào bên trong nhé, không phải hàng ở ngoài nhé, nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đây là cái bay gạc răng cưa dài 60 phân. Cái bay này thì nó dài 60 phân nha. Đây, cái bàn gạc này nó dài 60 phân này. Và nó rộng sẽ là 7 phân. Nó nhỏ gọn thì anh em dễ dễ dàng thao tác khi vuốt kéo hoặc khôi dầu nhé. Ngoài bàn gạc thì cũng vẫn đang bán cái mảng kéo răng cưa. Mảng kéo răng cưa thì cũng có cả mảng lớn và lưng mảng nhỏ. Ở đây trên tay cũng đang cầm đó là mảng nhỏ. Mảng nhỏ thì mảng lớn và mảng nhỏ thì nó cũng tựa như nhau thôi, nhưng mảng nhỏ thì inox của nó sẽ mỏng hơn mảng lớn một tí. Và mảng lớn thì nó có thêm thanh ngang giữ đằng sau này, thanh ngang bắc đằng sau này cho nó chắc chắn hơn thôi. Thì những cái sản phẩm mảng kéo bên Quân bán ra đều là có con tem thế này, tem của Quân nhá. Thì nếu anh em mua mà không có tem này thì chắc chắn không phải là hàng bên Quân nha. Đây là cái sản phẩm mảng kéo, cái này thì gọi là được bên Quân tối ưu nhất rồi, chuẩn chỉ luôn. Anh em có thể tăng giảm được, anh em nới bàn ốc này kéo ra kéo vào từ 60 đến 1 mét. Nếu gặp khô gạch 60 anh em kéo ra 60, 80 kéo ra 80, 1 mét anh em kéo ra 1 mét nhé. Và ưu điểm của nó là nó có thêm ưu điểm đó là chỉnh nghiêng được. Đó. Anh em chỉ cần nới lòng ốc này và chỉnh nghiêng được độ dài mỏng hồi dâu luôn. Khi mà anh em muốn hồi dâu dài anh em chỉ cần nới ốc ra, dừng đựng cái mảng này lên thì nó sẽ dễ hồi dâu phân rưỡi. Còn nếu anh em muốn mỏng 1 phân hay 8 ly hay 5 ly thì anh em cứ hà nó xuống thôi, chỉnh càng nghiêng thì nó càng mỏng nhá. Rồi thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng những cái sản phẩm xây dựng gì bên Quân thì liên hệ với Quân qua Zalo hoặc số điện thoại 0376743317 Quân nhé. Quân xin cảm ơn nhé.